của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Lắk. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 cán bộ của phân trường 1 thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Lâm nghiệp EAK để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 4 cán bộ gồm Đào Thanh Hưởng 51 tuổi, Nguyễn Hữu Thọ 48 tuổi, Lưu Minh Thanh 35 tuổi, Nguyễn Văn Tuân 33 tuổi. Trước đó, ngày 18 tháng 8 năm 2019, Công an tỉnh Đắk Lắk vây bắt quả tang 4 đối tượng đang cưa hạ 6 cây gỗ lớn tại khu vực rừng thôn 15, xã Cư Giang, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Lâm nghiệp EAK. Sau khi mở rộng điều tra, tổ công tác phát hiện thêm 7 điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn nằm rải rác ở các xã trên địa bàn huyện EAK, với tổng khối lượng gần 300 mét khối gỗ các loại từ nhóm 2 đến nhóm 8 thuộc rừng phòng hộ và rừng sản xuất đã gây tổng thiệt hại ước tính gần 1,2 tỷ đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng vụ án.